rồi mình bắt cặp chim của anh Hà nha. Anh Hà ở Biên Hòa, Đồng Nai đánh bắt cái cặp chim này mới có 2 tuần mấy à, ha. Anh bắt về anh đút hộ mình, anh xích đút cho nó quen, nó dạng anh đó. Bây giờ mình bắt mình gửi anh nha, nhưng mà mình phải bơm cho nó ăn cái, tại vì ra tới ngoài tới trưa rồi. Thường đút ngày 2 cử với 3 cử nha, nhưng mà bữa nay đi giao 7:30 xe chạy rồi, nên mình phải bơm cho nó ăn cái nha. Nữa anh Hòa về cũng làm gì nè nha. Anh Hà chắc cặp này của anh Hà ha. Anh Hà trắng nâu ha, chưa có coi phèn số mấy. Đèn mờ mờ số thêm mấy không nhớ rồi nha. Một con hai nha. Nhìn nè, bơm nó vẫn bình thường nha. Anh Hà ha, bến xe Biên Hòa, Đồng Nai nha, trước 40 phút ha. Rồi mình đi gửi cho anh Hà luôn, tại xe 7:30 chạy mà dắt này sao gửi ha. Đi dưới 45 phút đoạn này mà ha. Rồi cuối tuần này là của em Thái ở Trà Vinh. Em Thái bắt cặp này vừa nuôi kiển. Của em Thái nha. Nè. Cặp này của em Thái nha, kim này Thái rồi, nhìn được kỹ, biết ăn rồi ha.
em Tèo, em Tèo ở chợ Đồng Xoài ha, Bình Phước ha, cũng một cặp. Chim này của em Tèo đáng lẽ là anh bắt rồi từng rồi, nhưng mà mấy có công chuyện đi Hà Nội mới về hồi hôm qua điện cho mình, bữa nay bắt nha. Này, bữa nay cũng bự chim mình nè. Chóng nè anh em nè, bật nè, kéo vào. Chim này hơn tháng rồi, cũng khô khô cuồn, tháng ngữ rồi. Tại em mới đi gửi lại ha. Một con chim lẻ, con cảm nha anh em. Em này không cho nói tên và cũng không có chỉ địa điểm, địa chỉ gì hết nha. Chim nổi anh bác ấy bắt gì chơi ha. Chứ có cộng dây xích chân ha. Con cảm nha. Tại vì mình cũng theo khách thôi, cũng như là tại chỗ người ta nó khi mắc quá anh em. Nó ở nó mắc quá rồi cho nên người ta không có dám đăng lên ha. Đăng lên rồi sợ người ta theo dõi rồi mắt, tại có người nhiều người vậy ha. Là của người em Trần Di ha. Trần Di ở Bạc Liêu ha. Bắt một con chim nhẫn nổi, dòng này là cái dòng gù di chuyển nha. Chim này nó nổi rồi. Để nữa mình chèn một cái khúc ở khúc sau của con chim của em Di cho anh em nghe ha. Cũng khúc là chứ không có dài nha. Và còn của cái em này giấu tên chứ mình không nói được thì mình cũng không có nên chèn mấy con nó vô nghe anh em ha. Mấy chim này nổi rồi, nên bắt chim của em Di ha. Trần Di Bạc Liêu ha. Con này cũng không phải nhỏ con đâu nha anh em. Nha, cái này của em Trần Duy nha, Trần Duy Bạc Liêu nha. Con này dòng gù di chuyển. Cái đó mình chèn khúc sau cho anh em xem nha. Nó kêu cũng mình thấy cũng có bài thì cũng ra cũng lấy gai á. Chim này mới có
7 tháng mấy nha anh em. Rồi cái này có một người không nói tên đây nè. Còn cái này của em Tèo ở chợ Đồng Xoài, Bình Phước ha. Con này của em Thái với Trà Vinh bắt về nuôi kiển ha. Tại bữa nay mình cũng không có ghi địa chỉ. Em mới bữa nay có dịp đi lên Cần Thơ rồi mình sẵn đi giao mấy con này. Mình giao mấy con này rồi mình đem xuống dưới mình gửi xe cho ba xe này xong rồi mình điện cho máy lấy luôn ha. Mình không gửi xe nha. Rồi mình đi gửi luôn anh em. 6 giờ mờ rồi 7 giờ rưỡi xe chạy rồi mình. Con này của Di nha. Ở ngã năm. Tượng đài Bạc Liêu ha. Cái này cháu của công tử Bạc Liêu nha. Rồi của Trần Di ha. Rồi. Rồi còn cái con này thì của anh Tèo ha, ở Đồng Xoài, Bình Phước. Em qua xem Bình Phước. Không biết thấy rõ hồng lên. Rồi ba thùng ha, cái thùng này của em Thái ở Trà Vinh có công việc đi lên thăm đi chở ấy chứ. Không ơi. Rồi nghe này anh Nhân mà chuyên vận chuyển của mình nha, cứ ở trên mọi miền đất nước nha. Anh Nhân là giao toàn hết Phú Quốc luôn hết nha. Em cũng có đơn Phú Quốc rồi ha anh Nhân ha. Rồi điện trước cho em giùm rồi, cái rồi, nha. Rồi cái nào cũng điện trước hết. Rồi cảm ơn anh Nhân nha. Rồi.